Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Mai Hương cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Bộ Ngoại giao Nga đe dọa trả đũa các hành động thù địch của phương Tây chống lại báo chí Nga. Khảo sát hàng năm cung cấp tình trạng các phó tế vĩnh viễn ở Hoa Kỳ. Nhật ký trừ tà số 191. Nước Mỹ có bị hội tam điểm làm ô nhiễm hay không? Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Bộ Ngoại giao Nga đe dọa sẽ trả đũa các hành động thù địch của phương Tây chống lại báo chí Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova: Nga muốn giải thích hậu quả của những gì được gọi là hành động thù địch của phương Tây với các đại diện hợp pháp của các hãng truyền thông nước ngoài tại Mạc Tư Khoa. Nếu các nhà điều hành truyền thông Nga không được phép hoạt động bình thường ở Mỹ, Nga sẽ thực hiện các biện pháp khắc nghiệt nhất. Zakharova cho biết, tại cuộc họp báo hàng tuần của Bộ Ngoại giao ở Mạc Tư Khoa, Zakharova cho biết trung tâm báo chí của Bộ Ngoại giao sẽ giải thích hậu quả của chính sách thù địch do chính phủ của các cơ quan truyền thông quốc tế gây ra, cũng như toàn bộ lĩnh vực truyền thông. Nói đùa rằng, chúng tôi sẽ cung cấp trà và cà phê. Bà nói, các nhà báo của chúng tôi làm việc ở phương Tây đã nhịn nhục quá nhiều. Và nhắc lại một lần nữa tuyên bố của Mạc Tư Khoa rằng, truyền thông phương Tây đang tiến hành một chiến dịch thông tin sai lệch chống lại Nga. Hôm thứ Sáu, Hội đồng Âu Châu cho biết trong một thông cáo báo chí rằng, Liên hiệp Âu Châu đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với một số đài truyền hình Nga, đình chỉ hoạt động phát sóng tại Liên hiệp Âu Châu của ba cơ sở quốc doanh của Nga là Russia, RTR, RTR Planeta, Russia 24, Russia 24 và TV Trung tâm Quốc tế. Một số phương tiện truyền thông khác của Nga đã bị cấm trong các đợt trừng phạt trước đó. Trong khi đó, Nga đã ban hành luật kiểm duyệt vào tháng 3, khiến các tổ chức tin tức không thể đưa tin chính xác vào Nga hoặc từ Nga ra, buộc nhiều hãng truyền thông nước ngoài phải thu hẹp quy mô hoặc ngừng hoạt động tại nước này. Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, luật này quy định tội phổ biến thông tin giả mạo về cuộc xâm lược Ukraine, với hình phạt lên đến 15 năm tù cho bất kỳ ai bị kết án. Cuộc khảo sát hàng năm cung cấp tình trạng các phó tế vĩnh viễn ở Hoa Kỳ. Ủy ban về giáo sĩ, đời sống thánh hiến và ơn gọi của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, đã công bố kết quả của nghiên cứu về các phó tế vĩnh viễn. Đó là một nghiên cứu của USCCB kéo dài từ năm 2021 đến 2022. Cuộc khảo sát thường niên này do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ, gọi tắt là CARA, tại Đại học Georgetown thực hiện từ năm 2005, cung cấp một cái nhìn chi tiết về trạng thái của các phó tế vĩnh viễn ở Hoa Kỳ. Các phát hiện bao gồm tỷ lệ phần trăm phó tế tích cực so với không tích cực, tổng giáo phận và giáo phận có số lượng phó tế lớn nhất, nhân khẩu học văn hóa xã hội, sự tham gia vào thánh chức, v.v. Đức cha James F. Checchio của Metherton, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và ơn gọi của USCCB, bày tỏ tầm quan trọng của vai trò độc đáo mà các phó tế vĩnh viễn có trong giáo hội công giáo. Noi gương Chúa Kitô, người tôi tớ, và được thúc đẩy bởi tinh thần bác ái, các phó tế được giao phó trách nhiệm duy nhất là mang Chúa Kitô đến mọi ngõ ngách của xã hội. Nhờ việc truyền chức, các phó tế làm chứng cho Chúa Kitô tại nơi làm việc, trong gia đình của họ và giữa các thành viên trong cộng đồng của họ, đặc biệt là những người nghèo. Giáo hội biết ơn tất cả các phó tế vĩnh viễn, những người đã mở rộng lòng thương xót và sự chữa lành của Chúa Kitô cho tất cả những người cần đến.
với thông tin liên lạc được cung cấp bởi Hiệp hội Giám đốc Phó tế Quốc gia và cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục Công giáo. CARA đã liên hệ với 183 giáo phận và giáo phận ở Hoa Kỳ có văn phòng và chương trình đào tạo phó tế đang hoạt động. Trong tổng số này, 141 người trả lời cuộc khảo sát với tỷ lệ phản hồi tổng thể là 77%. Dưới đây là một số phát hiện chính của báo cáo. Các tổng giáo phận và giáo phận có số lượng phó tế vĩnh viễn lớn nhất bao gồm Chicago 804 người, Los Angeles 498 và Joliet ở Illinois 497. Điều chỉnh theo quy mô dân số công giáo, các giáo phận theo nghi thức Latin có tỷ lệ người công giáo trên một phó tế vĩnh viễn thấp nhất bao gồm Lexington 477 người công giáo trên một phó tế, Amarillo 547, Rapid City 678, Pueblo 681 và Anchorage 699. 138 giáo phận và tổng giáo phận thuộc nghi thức Latin báo cáo tổng số 16.765 phó tế vĩnh viễn, cả hoạt động và không hoạt động. 3 giáo phận Đông Phương đã trả lời báo cáo có tổng cộng 36 phó tế vĩnh viễn. Ngoại suy để bao gồm cả các tổng giáo phận và các giáo phận không phản hồi cuộc khảo sát, có thể ước tính rằng có tới 20.888 phó tế vĩnh viễn ở Hoa Kỳ trong giai đoạn 2021-2022. Các giáo phận và tổng giáo phận nghi lễ Latin báo cáo có 11.746 phó tế vĩnh viễn đang hoạt động trong mục vụ. 3 giáo phận Đông Phương báo cáo có 31 phó tế vĩnh viễn đang hoạt động. Ngoại suy để bao gồm cả các giáo phận và tổng giáo phận không phản hồi cuộc khảo sát, có thể ước tính rằng có 14.586 phó tế đang hoạt động mục vụ tại Hoa Kỳ trong năm 2021 đến 2022, hoặc khoảng 70% tổng số phó tế vĩnh viễn. Trong năm dương lịch 2021, 458 tân phó tế vĩnh viễn đã được phong chức trong các tổng giáo phận và giáo phận trả lời các câu hỏi. Đồng thời, 512 phó tế đã nghỉ hưu từ chức vụ đang hoạt động và 393 phó tế khác qua đời. Như trường hợp của các linh mục ở Hoa Kỳ, không có đủ các phó tế vĩnh viễn mới được phong chức để bù đắp cho số người từ bỏ chức vụ tích cực và qua đời mỗi năm. Gần tất cả, 95% phó tế vĩnh viễn đang hoạt động ít nhất đã 50 tuổi, khoảng 1/5, 20% ở độ tuổi 50, 2/5, 41% ở độ tuổi 60 và 2/5, 36% từ 70 tuổi trở lên. 9 trong 10 phó tế vĩnh viễn đang hoạt động hiện đã kết hôn, 4% là quá vợ và 2% chưa bao giờ kết hôn. 7 trong số 10 phó tế vĩnh viễn đang hoạt động là người da trắng, không phải gốc Tây Ban Nha. 1 trong 5 phó tế vĩnh viễn đang hoạt động là người gốc Tây Ban Nha hoặc Latin. 3% là người Á Châu hoặc đảo Thái Bình Dương và 2% là người Mỹ gốc Phi. Trong số các phó tế vĩnh viễn được trả lương cho chức vụ, 1/5 được giao phó việc chăm sóc mục vụ của một hoặc nhiều giáo xứ. Ngoài ra, 1/4 làm việc trong các chức vụ thừa tác viên giáo xứ khác, ví dụ giám đốc giáo dục tôn giáo, mục vụ thanh thiếu niên, và 1/7 làm việc trong các chức vụ không thuộc giáo xứ, ví dụ hành chính, kinh doanh, tài chính. Ủy ban về giáo sĩ, đời sống thánh hiến và ơn gọi của USCCB mời gọi các tín hữu đọc lời nguyện cầu sau đây với Đức Mẹ để biết ơn về chức vụ phó tế vĩnh viễn trong giáo hội công giáo. Lạy Đức Maria, Mẹ là thầy dạy và sự phục vụ trong lặng lẽ, bằng cuộc sống thường nhật và đời thường tràn đầy tình yêu thương của Mẹ. Mẹ đã biết cách hợp tác với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa một cách gương mẫu. Xin hãy làm cho các phó tế trở thành những người tôi tớ tốt lành và trung thành bằng cách dạy họ niềm vui được phục vụ giáo hội với một tình yêu mãnh liệt. Amen. Thánh Lorenzo, bổn mạng của các phó tế, xin cầu cho chúng con. Nhật ký chư tà số 191.
nước Mỹ có bị hội tam điểm làm ô nhiễm không? Mọi người đều biết là tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ đã được khởi công trong một cử hành tam điểm bởi George Washington, tổng thống đầu tiên của chúng ta. Ngày nay, người ta có thể nhìn thấy phiến đá trong tòa nhà Quốc hội kỷ niệm sự kiện này. Nó có nội dung khánh thành theo các nghi thức tam điểm ngày 17 tháng 9 năm 1932 trong lễ đặt viên đá đầu tiên bởi George Washington. Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ trước đây là nơi đặt tòa án tối cao, hiện nằm bên kia đường. Nhiều nhà lãnh đạo dân sự quan trọng nhất của Hoa Kỳ đã từng là tự do, bao gồm 14 Tổng thống Hoa Kỳ và 5 chánh án tòa án tối cao. Đối với những cá nhân có tiền sử gia đình theo phái tam điểm, nhóm của chúng tôi đã hơi ngạc nhiên về mức độ các vấn đề tâm linh mà họ gặp phải. Những cá nhân này thường có một lịch sử các thế hệ lặp lại các rối loạn chức năng tương tự. Đối với một số người, đó là sự hiện diện của một tinh thần liên quan đến cái chết. Những gia đình này có thể có một thế hệ bất thường các tiền sử tự tử, giết người, chết sớm, sẩy thai hoặc phá thai. Kinh nghiệm của những người trừ tà là các cá nhân có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi lịch sử gia đình dính líu đến giáo phái tam điểm. Nhưng còn quốc gia thì sao? Sự lãnh đạo của đất nước chúng ta đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tổ chức này, là tổ chức đã bị lên án bởi ít nhất 8 vị giáo hoàng. Gần đây nhất là năm 1983, Tòa Thánh đã nói rằng các nguyên tắc của các tổ chức tam điểm không thể dung hòa với các giáo lý của giáo hội và người công giáo bị cấm gia nhập tam điểm. Có thể nào chúng ta, với tư cách là một quốc gia, bị vấy bẩn bởi một lịch sử như vậy? Kể từ khi phán quyết Roe chống Wade được ra đời vào năm 1973, đã có hàng triệu ca phá thai. Đáp lại, tài liệu của tòa án tối cao bị rò rỉ có khả năng lật ngược Roe chống Wade. Một số người đã và đang ủng hộ mùa hè thịnh nộ và những người khác đang tấn công vào giáo hội công giáo. Từ quan điểm của một nhà trừ tà, thái độ này gợi nhớ đến ma quỷ. Trên trang web của chúng tôi www.catholicexorcism.org có những lời cầu nguyện dành cho các cá nhân muốn phá bỏ những lời nguyền của tam điểm. Hiện có một video về việc phá bỏ những lời nguyền của tam điểm trên trang web của chúng tôi, bao gồm cả một linh mục diễn ra lời cầu nguyện ở cuối video. Nhưng một quốc gia thì sao? Tôi định cầu nguyện những lời cầu nguyện này để loại bỏ những lời nguyền rủa trên đất nước của chúng ta. Có lẽ các linh mục khác cũng sẽ làm như vậy. Trước tất cả những gì đang diễn ra, phản ứng của chúng ta phải hoàn toàn mang tính chất Kitô. Để đáp lại cơn thịnh nộ, chúng ta đề cao hòa bình. Để đáp lại sự bắt bớ, chúng ta tha thứ. Để đối phó với cái chết, chúng ta cổ vũ tình yêu. Sự hòa giải và sự hiệp nhất vốn là các yếu tố cấu thành nền văn hóa sự sống. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.